thế là sao anh Đình hay nào không bảo có em cắt đấy thôi. Chôn thì ai cũng đi. Anh em không bị xuống đấy đúng không? Thế anh em làm với nhau rồi ấy như thế. Đừng nào xuống dưới đúng không? Ở đây anh Hào đây. Anh Bình đâu anh Hào? Hả? À? Anh Bình đâu? Nhà anh sao đây? Anh Bình ơi! Ở đâu rồi? Anh ra em hỏi xem nào. Ôi anh ra ngoài này đi, em hỏi cái này ơi. Không em hỏi rồi, yêu ơi. Thế sao hôm qua anh tuần anh Hào xuống hỏi em quay gì mà em xem em ở nhà em xem video thấy anh cãi nhau gì? Tùng với Hoàng em cãi nhau gì? Nhau gì? Vượt chôn. Vượt chôn Hoàng quay chôn cắt tóc cái anh Tùng Nhưng mà sao lại anh Tùng quay thôi này kiểu cắt tóc sâu lên cao cả rồi. Đúng rồi. Anh mới hỏi em làm sao đấy? Em xem. Đây là cắt tóc mình. Đây là bắt đây. Chứ lúc đi là mình vào nó lại cắt. Còn nó quay thấy anh mình bảo quay trôn anh à? Bẩn à? Bẩn. Nó quay trôn nó bắt đầu cắt tàu này. Quay mà không biết làm cắt. Cắt sâu với hình rồi. Sao nó cắt tóc đấy, sao anh Đình hay nào không bảo có em cắt đấy thôi. Chôn thì ai cũng đi đây. Anh em không bị xuống đấy đúng không? Thế anh em làm với trong rồi ấy như thế. Đứa nào xuống dưới đúng không? Thôi anh em với nhau. Đấy mày xuống với nó mày hả? Xuống chơi thì... Nhau lại xuống về đây à? Ngoài em lại xuống về đây à? Thế cuộc tình chia tay rồi thì chẳng về đây. Bây giờ mày không phải xuống đấy luôn. Bây giờ anh với cả mấy em ấy, anh em với nhau từ xưa đến nay làm cùng nhau bây giờ xảy ra như này. Mày tóc nuôi bao lâu? Mấy năm đấy bạn nhỉ? Của bạn lúc đấy cũng được lâu phết rồi đấy. Nhưng mà tóc đấy cứ nhìn xấu mà bạn cứ thấy đẹp. Nó cắt quá đấy thôi, cả nó xin lỗi hai câu thôi, cả chờ xem nào. Thôi cái lúc em xin lỗi kiểu nhặt ra mà còn cười mình. Thế xin lỗi không nồn đi. Chiêu đã. Nhưng mà tóc nó mới đẹp hơn mà. Nhìn nó tuyệt vời hơn. Nó cắt hết ở sau một cái rồi. Bà máy không phải xuống đây đúng không? Chắc xuống đây lấy cái xe máy về. À còn cái sim của thằng Hào nó ngủ ở đấy để hơi ở găng chân lấy. Cái sim mà để ý. Gì Hào nó bảo. Em bảo đi đâu? Không phải đấy. Đây mày không phải xuống đấy. Kẻ quan Bình này lấy thích thằng Bình này thích thì mày xuống càng béo nữa. Thôi anh cũng chơi xem anh cũng gọi xem bọn em xem nhà nào xem mấy xem nhà làm gì nào. Không mình hộ anh. Cái chốc nó bảo lên đây à. Làm như là mình xã rồi. Đây anh em làm nhau. Em xin lỗi, ít ra xin lỗi. Em có tâm nó phải ấy tí. Đây xin lỗi. Xong bé lại cười. Thằng Bùi là thằng cũng tức. Hôm nay lúc qua ở nhà mày không biết đầu đuôi câu chuyện như nào. Thì đấy em xem video em thấy mỗi thế rồi em đi lên nhà anh. Đặt nó cũng ngủ rồi sao nó cắt. Rồi em thấy xem video thì Đạt ngủ anh ở. Chắc là chôn anh là chắc anh cũng anh cũng không phải tại mọi người gọi là Tùng nó vui tính nên là nó thích chơi thằng Tùng. Mới trong mà chúng mày lấy thuốc thì xe đây không phải không.